Dạ con xin phép chào cô. Dạ. Rồi chào dạ, anh trai. Chào mấy anh. Dạ. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Trương Thị Đẹp. Cô đẹp ha. Dạ. Cô đẹp là quê quán ở đâu đây? Ở An Giang Chợ Mới. Ở An Giang. Dạ. Vậy là cô mới từ dưới quê lên hả? Dạ, đi tạm ở nhà điện con không được rồi đi tạm hỏi thăm rồi bao xe đi. Đi hồi mấy giờ đấy cô? Dạ. Cô đi từ lúc mấy giờ? Đi hồi khuya nửa đêm giờ. Đi một giờ bước lên xe. Một đi. Giờ sáng. Dạ. Cô ăn sáng chưa? Dạ, ăn có khúc bánh mì à. Rồi thằng này nó ăn tương. Mình nó gắng ăn miếng mà uống thuốc nữa. Nút nút có nổi không cô? Ăn thì có thì ăn được. Nhưng mà rồi lo con quá rồi. Rồi ăn được rồi thằng này nó ăn tương. Sáng giờ nó không có ăn gì. Nó uống nước thôi. Vậy là đây là con trai cô đúng không ạ? Dạ. Dạ. Hôm nay hai mẹ con về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đấy cô? Đi giúp đỡ nhờ kêu cậu hay gì không biết. Rồi tìm kiếm cho thằng Dương Minh Sơn á, nó đi mần ăn mà nó cũng ở yên chỗ ở trong cái kho đó. Nó hồi mới nó không biết ra gáp xe. Nó tiền lương á thì ăn đủ ăn nó ăn à. Rồi sau lại nó lên lương nó cũng mừng mà tháng nào nó cũng điện hết trơn không. Hôm trong Tết tặng có hôm cái tháng tư này chưa có cuối tháng thì sao nó nghỉ ở dưới cái kho dưới nó đi về rồi nó nói mà nó đi Nha Trang tưởng đâu là cái chủ người ta chuyển nó đi rồi chưa có tới tháng nhưng mà về nó thăm nhà rồi bữa ngày thì 25 rồi khuya 25 đó nó 9 giờ thì nó nói nó đi lên xe đặng nó đi mần ở ngoài rồi sáng cái bữa ngày 26 đó thì sáng 8 giờ thì tôi điện độ coi nó đi tới ngoài chưa nó nói tới rồi thì nó nói tới nãy giờ thì tôi nói thôi nghỉ ngơi đi rồi mình thấy nó cũng mần lâu rồi yên chỗ rồi thì có chuyện mần rồi để ít bữa hả điện coi nó mần được nhiêu cái tới 3 bữa ngày 29 mình đó thì sáng tôi điện thì nó không có bắt máy rồi cái ngày đó là luôn 3-4 lần tôi điện hoài không có được rồi luôn tới ngày sau này điện cũng không được dạ. Chứ mỗi lần nó đi đâu xa nó cũng đi kiếm việc nó mần xa. Cô cho con xin phép được hỏi cô xíu ha. Dạ. Con trai của cô họ tên đầy đủ là gì? Tên á là trong giấy là Dương Minh Sơn. Dạ. Còn gọi ngoài ở nhà đó là Dương Văn Đạt, kêu thằng Đạt. Anh là bỏ đi cụ thể là ngày nào cô? Thì nó đi mần cũng lâu rồi, nó ở kho nó mần lâu nào, rồi đừng nói cái chuyện họ còn cái ngày nào. Nó đi nó xuất ra nó đi về thăm nhà nó đi đây là mới ngày 25 tháng 4 này là ngày Tây á hả? Ngày mình á. À, ngày âm lịch hả? Âm lịch là 25 khoảng 25 26 khoảng là xê xích 30 Tây đó. Hôm nay là 15 âm lịch rồi. Anh đi là đi tại An Giang hay là đi ở đâu? Nó đi mặn ở dưới Cần Thơ nó hả? Ở lâu dữ rồi nó ở mình ơn nó nấu cơm tự nó ăn tới tháng nó thiếu đồ ăn nó về nó lấy gạo với lấy nước mắm nó đem. Anh là có gia đình chưa cô? Đã nó cưới vợ trước lâu rồi mà có một tháng à. Trời đất ơi cưới mới có tháng là một tháng là rồi ly ý tại vì nó không có hợp. Ủa, cái... là dạ. Là anh với cái chị đó là tự quen hay là làm mai mối? Bên vợ mừng mai. À, mừng mai được lâu không thì cưới? Có một tháng một à. Ý là làm mai là được bao lâu? Ở bên nợ gái thì hối một tháng là thì cưới.
rồi nó cũng nói thôi bây giờ nó cũng có tuổi rồi, cứ về cho có trong nhà cho mẹ, bị thằng này thì nó ăn tương, nó không có vợ kìa. Rồi sau một tháng rồi cái bắt đầu nó đi về hoài, thằng nó cũng có đi rước, đi lên rước, nó nghỉ mặn nó đi rước. Khi nó mặn trong lò gạch đó đó, thiếu tiền thì nó mượn thêm đặng nó đi lên trển đó. Cô, nó cho. Vậy là con nhà mình là cưới mới có tháng là bỏ luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, là hai vợ chồng cự lộn thì sao mà lại không không cái chuyện luôn, hai đứa mình không biết được. Là có ở chung gia đình nhà mình không? Nó không có. Bên là thôi khoảng thời gian nó lâu rồi ha. Lâu chứ không phải là mới đây. Dạ. Nó cưới bên lâu nữ rồi. Ra. Mấy năm rồi hả? Lâu. Cái hình này vậy là cái hình này là hình lúc cưới đây hả? Lúc cưới. Mình không có hình lúc mới hiện tại không? Không có. Nhưng mà bây giờ có giống như vậy không? Giống giống gan à. Y gan à. Vậy hả? Là ở bên đây nè. Nó có một ruồi cộng lông dài lắm bên đây nè. Tại vì bây giờ hồi đám cưới nó cạo hơi cục sao mà giờ còn cái đen đen nè, dễ nhận nó gan luôn á. Không, cô là được mấy người con? Tám người nhưng mà rồi tại vì á cái con này á nó chịu vui rồi. Thôi đi bây giờ đừng có nói gì rồi chữ. Nó đi về hoài, anh cứ để cho bà chia sẻ đi đâu nó sao? Đòi đi về trển hoài, thằng nó đi rước hoài hà, rồi nó không về. Nó nói ở mẹ quen rồi. Dạ. Rồi biết rồi nó đi về trển, rồi mẹ con túm đi đâu, bị có hai mẹ con trển hả, rồi túm đi mà Bình Dương mặn hay gì. Anh này là con thứ mấy đây cô? Thằng này thứ 8. Là con út hả? Dạ. Anh thứ 8, thằng kia mới út. Thằng đi nè, thằng mắt tích. Ủa, mình, tích này, mình ta... Không, anh này nè, anh trong hình nói nè. Mắt tích. Mắt tinh tức hay là... À, là thằng thứ mình út là rồi kế nè. Nó thứ 9 đó. Ủa nhà mình 8 người con mà sao lại thứ 9 được? Thì con gái không à. Ý là nhà mình 8 người con phải không? Dạ. 8 người con thì nếu anh này là út là anh là con thứ 8 chứ. Thứ 9. Ủa kìa. Là 9, sao ta? Cái thằng này thứ 8 nè. Nhà mình 8 người con. 8. 5 đứa gái. À vậy là ở quê 5. Quê hương nhà mình, ở quê hương mình Tây nhà mình là có phải anh đầu gọi là anh hai không? Đúng rồi. À, dạ dạ, em hiểu rồi. Vậy là cái anh út này á là tính tới thời điểm hiện tại là anh bao nhiêu tuổi rồi anh trai? Năm nay vô Minh Sơn là 39 tuổi rồi. 39 tuổi. Mình bị tích là từ hôm 25 tháng 4. Dạ khoảng 25 tháng 4. Nhưng mà thời gian đó là anh đi làm xa nhà chứ đâu có phải ở nhà đâu nữa. Không. Nó đi làm ở dưới ngoài điện hoài à, nó đi đâu nó cũng điện về. Đi mặn với Cần Thơ ở dưới. Vậy là từ ngày 25 là mình không có điện được hả? Không. Tới bên này luôn vẫn điện không được, nó không được luôn. Nhưng mà trong vòng điện không được, không. Trong vòng là 4 ngày biết có chuyện. Ngày 26 điện được. Cái ngày 26 mà nó về thì nó cũng thương mẹ lắm. Nó về nó ngủ đêm nào ha. Nó quay cái quạt trong cái mùng cho mẹ. Tôi nói thôi, mưa mày quạt gì. Vậy đó, rồi nó nói để nó đi mặn. À, chỗ nào có tiền, rồi cái chỗ nó đang ráp xe này á, thì nó cũng chịu mặn. Dạ. Thành ra hàng tháng nó có về, nó về rồi nó lấy đồ ăn, nó nói ăn cơm tiệm nó hao tiền để dư nó gửi gì cho mẹ. Rồi cái bắt đầu á nó cũng hồi nó đi tới bây giờ thì thấy nó cũng đỡ đỡ. Chứ nó cũng không có nhậu, nó nói ở trong kho đó mặn cho anh ta ráp xe được nhiêu thì nó mừng, mấy chiếc thì nó mừng, chứ nó đâu có đi chơi với ai mà đi nhậu. Rồi tôi nói mày mặn rồi á, có tiền mà mày ở dưới mày coi có chỗ nào mày đặng tao cứ cho. Nó nói ở mặn đây chứ có đi đâu đâu mà gặp bà ai, bộ gái giờ dễ kiếm lắm sao. Nó nói vậy. Dạ thì... con xin phép cô cho con được chuyện trò với lại anh trai nhá. Dạ. Em nhà mình tính tình như thế nào anh? Thì nó cũng cái tánh của nó thì nói chung nó cái tánh nó cũng hiền từ, không có gì mà cũng có chút chút nhậu nhậu gì đó. Hay vui. Nó cũng nhậu nhậu, 20 giờ đi ra đường nói chung ra bất cứ ai rủ nhậu nó cũng nhậu chân. Có say xỉn không? Thì nhậu thì không, cũng nó... có tỉnh như vậy đó. Chứ mà không có, nó đi xa nó không có tỉnh đâu. Thường thì... thường á là đi làm ở Cần Thơ là bao lâu là về An Giang thăm nhà mình lần? Bằng ở Cần Thơ cũng năm mấy rồi, năm ngoài.
mà có về không? Về chuyển xe về hoài hả? Ý là bao lâu thì về lần đó cô? Điện liền hoàng trong một tháng đó, khi điện nó hoài và nó cũng nói nó ráp xe, nó đang ráp. Không, ý của con là thường thường anh đi làm là bao lâu thì anh về anh thăm nhà, thăm mẹ, thăm anh em lần đó? Không có đáng mà gì rồi chứ. Cái... chung ra là cái lúc nào mà nó rảnh thì nó về, nó nhưng mà nó về thường hoài, nhưng mà cái nghe gì nó gõ hết, nó về là cái khoảng đi xuống cái dưới, nó nói là cái khoảng ngày 30 tây là trước đó, là xuống dưới thì nó ở dưới công ty nó nghỉ 30 tây đó, thôi nó nghỉ là sao này, nó về nó nói nó về nó nói gia đình, nó nói đưa lên bến xe đi, đưa lên bến xe đi qua chắc đau quá, nó nói đi ra Vũng Tàu mằng ở ship cấp trên đó, đi qua Vũng Tàu mằng ra mấy chỉ mấy thằng kia mới vô gắt xịt điện, mấy kia không biết một thời gian ít bữa nó về à, nó rồi nó nói xong vậy cái quái công ấy cũng chừng cỡ được không chừng nửa tháng 20 ngày vậy đó, cái nó mới về. Thì nó về là nó về bắt đầu nó đem con nguyên ba lô đồ gì ở gì ở ngủ được khoảng, nó ngủ con đêm mà là cái nó đi nữa, mà đi được sao nữa thì sao, nó nói ngược ra mà Vũng Tàu mà thật sự xuống công ty ở dưới là ở ngoài Vũng Tàu đó là không có chi nhánh ở ngoài, mà trước khi đi nó nói câu nó nói đi với mấy thằng bạn ở Cần Thơ đó, thì thằng nó đi với mấy thằng bạn ở Cần Thơ ở dưới. Tới giờ phút này anh đang sợ nhất em mình sẽ gặp điều gì đấy? Là đứng nhất là nó vô hoàn cảnh của kẹt bị gạt à, trong vòng chừng 3-4 ngày là có thể biết rồi mà không biết làm sao hết trơn. Có 3-4 ngày rồi điện không được rồi mình biết tánh tình của nó là mình vẫn biết luôn mà không biết làm sao hết trơn. Vậy là anh đang rất sợ rằng là có thể là bị người khác người ta lừa gạt hả? Đúng rồi, sợ điều đó làm sợ tới 100% luôn. Đó là 100% khẳng định cái điều lừa gạt. Nó nói bạn nói gì với bạn nữa. Ừ, nó nói nữa. Anh thời gian vừa qua anh có nghe về những cái trường hợp việc nhẹ lương cao và bị lừa bán qua Campuchia? Cái đó là có em nghe rất là nhiều luôn, trên mạng là coi đủ thứ chuyện lắm, gạt đủ đường gạt đủ thứ, thành ra nghe coi cũng sợ, thành ra hay lo cho nó. Tức là anh đang nghi ngờ rằng em nhà mình sẽ rơi vào cái trường hợp đó, đúng không ạ? Là nghi trường hợp là khoảng 100%, còn hôm mà nghi đi biển chỉ có 1-2% thôi, nếu mà nó có đi nó phải nói rồi, nó mới nói cho người nhà biết rồi. Mà trước giờ em nhà mình có đi biển bao giờ không? Không, nó đâu có đi. Nhưng nó mà mình nhầm người à, có số người nói là liên lạc không được, sợ đi biển với qua bên Cam bị người ta lừa gạt qua bển. Nhưng mà em suy nghĩ là nó bị lừa là xiềng. Mọi người trong thành viên trong gia đình nhà mình là thời gian vừa rồi là có chuyện gì xảy ra không? Không có gì hết trơn. Anh em có hòa thuận không? Bình thường nó đi mặn hoài, bình thường nó không đi mặn gì nó cũng vui vẻ. Là trước khi mà mưa là cắt cái chạy nó nước mắm đó, là nó hay tin nó mới về thăm đó. Nó mừng nó thăm rồi nó thăm rồi nó trước khi nó đi đó, là nó đi ngoài một bữa thì bữa gửi về cho bà mua cái lò đang nóng nước mắm nữa. Nó còn nói gì nữa mà rồi vậy cái nó một bữa đi gửi tiền gì mua lò nước mắm gì đi tiêu luôn tới giờ luôn, liên lạc không được luôn. Nhà mình ở quê là mình sản xuất nước mắm rồi. Dạ, nấu cũng ít thôi chứ không nhiều mà má chậm nấu chậm vậy ngồi chỗ nấu. Anh em nhà mình là mấy trai mấy gái đây? Năm gái ba trai. Gái của chồng đi. Vậy từ bữa đến giờ là gia đình nhà mình tìm đủ mọi cách để liên lạc cho em nhưng mà không có liên lạc được, đúng không? Ngày nào cũng điện mấy chị em trong nhà ai cũng điện chứ. Mỗi lần nó đi đâu á. Cái chỗ nào nó mặn á. Mưa quá mặn không được á, nó nói cỡ này mưa mặn không được. Có cơm ăn là quý rồi chứ. À, nó nói vậy đó. Cô là một người mẹ, đặc dạ. biệt là người mẹ tuổi cao rồi mà tới giờ phút này một đứa con út 39 tuổi bỏ đi là chưa biết đi đâu và như thế nào làm gì, cô rất lo lắng. Cô hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con của trai của cô, hy vọng con trai của cô xem được video này sớm quay trở về. Cô gọi tên con trai cô ra cô nói chuyện đi. Cô kêu là con ở đâu, con về với mẹ, về với anh chị em trong gia đình. Dạ, cũng, cô nói cũng đi cô. Giái dữ lắm cậu. Nhưng mà cũng bây giờ đi tới đây cũng nhờ mấy cậu đây giúp giùm. Làm sao giúp đỡ cho nó bình yên, sức khỏe. Chừng nào biết tin nó, chừng nào nó về thì về. Nhưng mà biết cái yên ổn thì được rồi chứ nó... không có điện được chứ hồi đó giờ nó đi mặn ở đâu nó cũng điện hết trơn á, như có tiền thì nó mừng, còn ít tiền nó cũng điện, nó mưa gió nó mặn không được. Rồi tôi nói mẹ ở chỗ yên ổn mà nó nói, có chỗ ở thì cũng đi bạn mặn đó thì nó cũng yên,
tôi nói mày đừng có nhậu, nó nói đi mần thì cơm mần không được, cơm không có ăn thêm mà đâu có nhậu. Tại nó về nhà thì có bạn ở xóm nhậu, còn nó đi mình sợ vậy thôi. Chứ hôm từ hôm đó, cái năm rồi tới giờ thì nó cũng đỡ đỡ, mà nó có đi về hoài hả, với tin tức hàng tháng có điện hoài hả. Được có anh trai con xin phép cô nhá. Anh trai, anh nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với em trai của mình. Hy vọng em trai của mình xem được video này sớm quay trở về. Thì em mong cộng đồng mạng với mấy anh hiệp sĩ ở Bình Dương nè, mau mau tìm kiếm giùm em Dương Minh Sơn về với gia đình. Biết ơn. Ông mà giúp đỡ giùm làm sao cho nó giờ bình yên sức khỏe, nó mần được thì được hả. Rồi tôi cũng đền ơn chứ không phải gì. Hy vọng rằng là anh Sơn xem được video này, thấy mẹ của anh và anh trai của anh lặn lội từ An Giang về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm anh, thì mong rằng anh đang ở phương trời nào đó hãy sớm, thứ nhất nếu mà trường hợp mà tới giờ phút này chưa về nhà được thì phải gọi điện về báo tin cho gia đình để gia đình yên tâm, thứ hai là ngay lập tức sắp xếp được thời gian cũng như là công việc thì hãy quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn tới giờ phút này mà trường hợp anh bị người ta lừa gạt, đặc biệt rằng là có thể là bị việc nhẹ lương cao mà bị lừa bán qua Campuchia, thì anh cũng phải gọi điện về anh báo tiền với gia đình để gia đình ngồi lại cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để nghĩ ra những cái phương án kế hoạch để mà đưa anh quay trở về Việt Nam một cách an toàn nhất nha anh Sơn. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy anh Sơn như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa anh Sơn sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách là an toàn nhất. Thì rất mong rằng cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, để hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sẽ nhận được cái tin tức thông tin là anh Sơn ở đâu, để giúp anh Sơn sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ già. Thì cái trường hợp của cô cũng như là của con trai của cô về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con và tìm em, thì cô cũng như là anh trai có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con cũng như là tìm em của anh về không? Cô có đồng ý không cô? Dạ. Cô có đồng ý cho anh em đăng video này lên mạng để tìm con mình về không? Đồng ý ạ. Tôi chịu, tôi ham lắm. Mà cái tiền bạc thì bây giờ phải có tiền. Nhưng mà tôi cũng, nó sao mạnh khỏe, nó yên ổn. Tiền là tiền gì cô? Tiền gì? Dạ. Tiền là tiền gì cô? Tôi đền ơn công. Không. Không. Cô. Phải đền ơn. Cô, vậy là cô không có theo dõi chương trình của anh em tìm kiếm người thân. Má của em không có xài điện thoại, không có gặp mình. Dạ. Cô ơi, để con nói cho cô biết ha. Ở đây là anh em giúp đỡ tất cả mọi người là hoàn toàn miễn phí. Anh em giúp đỡ là miễn phí, cô không có mất, nhà mình không có mất một cái chi phí gì hết. Và khi con anh Sơn mà về với gia đình thì anh em cũng không cần hậu tạ gì hết đâu nha. Phải đi tới đây, thiệt tình luôn. Cô ơi không cần đâu cô. Không nhất thiết đâu, bởi vì mình nhà tôi cần có nhiều đó hả. Mình nhà xa không cần đâu, miễn sao con cô về là vui rồi nha. Xa hay không gì đi tới đây được, thì bây giờ đi tầm cũng được. Hả, nói về là thì tôi đền ơn hai nữa là phải đi xuống đây một lần. À xuống đây là ví dụ như trường hợp là xuống để anh về để báo tin cho cô chú anh chị vui, và để cô chú anh chị khỏi phải đi tìm nữa. Và cảm ơn cô chú anh chị một tiếng, dù gì thì cô chú anh chị cũng bỏ cái thời gian công sức ra để giúp đỡ gia đình nhà mình. Mình chỉ cần cảm ơn thôi. Ở đây là anh em chỉ cần nhận một tiếng cảm ơn, báo tin là ví dụ như con ơi, em ơi, chú ơi, con tôi về rồi, tôi cảm ơn anh em, vậy là vui rồi cô ạ. Bởi vì rất nhiều trường hợp anh em tìm nhiều lắm. Nhưng mà chỉ anh em chỉ cần là về rồi, cần báo tin là con đã về, hoặc em đã về, hoặc cháu đã về. Anh em vậy là anh em vui rồi, anh em khỏi phải đi tìm, khỏi phải biết, nhưng mà rồi phải lo lắng nữa. Đi tới đây. Dạ dạ rồi thì cuối vì gì mình nghe hiểu rồi. Cuối video này thì con chúc cô cũng như là chúc anh trai về An Giang thượng lộ bình an, và gia đình nhà mình là chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con trai cô sớm quay trở về nhá. Rồi mong mấy anh với cộng đồng sớm tìm được em giùm. Tìm được tôi rất là thiệt tình, tôi đi tới đây một lần, thứ hai tôi kiếm tiền tôi đền ơn thiệt, chứ công tận đi mà đi tìm nó gì khổ quá cô ơi. Dạ rồi con xin phép chào cô nhá. Rồi xin phép chào anh trai, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.